Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, trọng tâm là cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp. Kết quả từ năm 2017 đến nay, đoàn các cấp đã giới thiệu 9.881 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, trong đó có 5.923 đoàn viên được kết nạp. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục giới thiệu, tạo nguồn cho Đảng, tập trung vào đoàn viên thanh niên ưu tú là cán bộ đoàn, hội ở cơ sở, các doanh nghiệp trẻ, công nhân, thanh niên lao động sản xuất giỏi, trí thức trẻ, lực lượng vũ trang. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có 6.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.